cả hôm nay quay bị muộn quá. Biết ngay Thành muộn mà. Bởi vì 12 giờ kém hôm trưa xuống đây chị biết ngay là bị. Còn ăn uống nữa. Các bảo nhanh nhanh con bị vừa tranh thủ ăn vừa đăng. À, hôm nào mà nhanh là phải nhanh. Em ơi xem tin nhắn làm mấy đơn lẻ. Tin nhắn điện thoại cửa hàng. Điện thoại cửa hàng đâu? Có tin nhắn ra tiết kiệm chưa? Ôi dồi ôi, mạng méo chán quá các ông ạ. Vào xem lại nhá, xem lại giùm em này. Vào xem lại giúp em này các chị ơi. Tâm Đan ơi, bóc thêm dạ đỏ đi xem nào. Tâm Đan bóc thêm dạ đỏ đi. Nguyễn Tố Như xin chào Phương Anh mọi người ơi, vào chơi lại nhá. Trời ơi, tôi tặng quyết tâm tặng một cái dạ không đồng cho các bông á. Vừa sale, đã mua hàng sale là còn được tặng luôn. Cái livestream kia mất luôn rồi, Nhung ơi. Cảm ơn Liên em, thank you tình yêu nhá. Mọi người ơi, bây giờ nhá, xem giúp em lên 10 nhóm và 2 lần lên trang cá nhân. Hôm nay sẽ rút tên luôn nhá. Những ai đã chia sẻ thì em sẽ ghi tên và rút luôn. Chị nào may mắn thì sẽ mua được dạ không đồng luôn. Không phải chơi game chơi gủng như mọi hôm nữa, mệt lắm. Con mấy con dạ này giống hệt mấy con dạ ấy. Cho chị thêm dạ đỏ nào. Thôi tí nữa, tôi chị biết kiểu rồi. Mọi người chia sẻ live stream mạnh tay lên cho em là một kem cũng đẹp. Em bóc một đỏ đi, Khổ thân mọi người, đang chia sẻ thì mất mạng. Em cũng mất mạng luôn, vừa chia sẻ một đống khóa là nick luôn. Đây 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 đây. Sai gì đây? Bây giờ em sẽ tặng hẳn một con dạ gọi là siêu phẩm luôn nhá. Hàng siêu phẩm luôn, mình thường bán gần 5 lít luôn nhá. Gần 500 bây giờ chỉ tặng không đồng luôn. Con này giá tác phải tầm 2 triệu đấy ạ. Con này giá tác phải rơi tầm 2 triệu nhá. Ok chưa ạ? Tặng không đồng con áo dạ em mặc luôn. Đã dạ dài còn dày, tặng không đồng luôn này. Tặng không đồng con dạ em đang mặc luôn nhá. Tặng không đồng con dạ em đang mặc luôn này. Dạ này về các chị cắt thoải mái nhá. Form này cắt ngắn lên thoải mái luôn. Form này cắt thoải mái luôn nhá mọi người ơi. Rồi ok chưa ạ? Tặng không đồng con dạ như em đang mặc. Áp dụng cho ai chia sẻ live stream view lên cho em 250 người. Em sẽ ghi phiếu may mắn cho mọi người nhá. Em ơi cho chị cái sọt với. Mọi người chia sẻ đi ạ. Đừng quên nhá, những chị nào vào sau thì vui lòng chia sẻ vào 10 hội nhóm 2 lần lên trang cá nhân này. Em sẽ ghi tên và cho tên mọi người vào trong này, bốc chúng ai. Tặng không đồng cái áo dạ em đang mặc luôn nhá, ok chưa ạ? Tặng không đồng con áo dạ em đang mặc luôn. Nào, comment đi để không bị ẩn nhá, để nó tăng tương tác này. Ok các chị ơi, nhớ là chia sẻ 10 lần vào trang nhóm và 2 lần trang cá nhân, cắp lại màn hình. Đừng xóa bất kỳ một lượt chia sẻ nào, bởi vì nếu các chị xóa lượt chia sẻ ấy, lúc em kiểm tra sẽ không thấy mọi người đâu ạ. Ok chưa ạ? Comment và chia sẻ mạnh tay lên cho em này. Những chị vào sau nhanh tay chia sẻ vào 10 hội nhóm 2 lần trên trang cá nhân và để lại cho em tên kèm số điện thoại nhá. Ok chưa ạ? Tên kèm số điện thoại. Ok không ạ? À thôi rồi, bây giờ comment giùm em này. Ok, bắt đầu em sẽ ghi phiếu cho mọi người luôn. Ghi phiếu tặng không đồng luôn với cú pháp như sau. Comment giùm em
mua áo không đồng kèm số điện thoại. Cái này con này em nhắc lại này, cái da em đang mặc giá tác là 2 triệu, ok chưa? Giá tác là gần 2 triệu đồng, ok không ạ? Bây giờ em tặng không đồng cho mọi người luôn. Đây mọi người chia sẻ live stream cho em này, chia sẻ live stream cho em nhá. Đừng quên là phải share vào 10 hội nhóm 2 lần trên trang cá nhân nhá. Rồi ok, mọi người comment giùm em đi ạ. Mọi người comment giùm em là mua áo không đồng kèm số điện thoại này. Ok chưa ạ? Em sẽ đọc tên mọi người, em mà chia ra ghi nhá, không kịp đâu. Em sẽ đọc tên mọi người và các bạn nhân viên nhà em sẽ ghi tên mọi người nhá. Sẽ ghi tên mọi người ra giấy, bốc phải ai em tặng người đó giá không đồng luôn, ok chưa ạ? Mọi người comment đi ạ, mua áo không đồng nhá. Mua áo không đồng kèm số điện thoại cho em này. Em ngồi đây đọc cho dễ nhá, không ở trên kia khó đọc lắm. Mua áo không đồng kèm số điện thoại này. Bắt đầu em sẽ ghi phiếu này. Chị Thanh Huyền 1 phiếu đây. Chị Thanh Huyền 1 phiếu, ok chưa ạ? Chị Liên em 1 phiếu nhá. Đừng quên là chia sẻ, bởi vì nếu không chia sẻ sẽ không được tính đâu ạ. Sẽ không được tính đâu nhá. Nhớ chia sẻ nhận áo dạ không đồng cho em này. Đừng quên là nếu không chia sẻ em sẽ không tính, và đừng xóa bất kỳ một lượt chia sẻ nào của mọi người nhá. Ok không ạ? Rồi ok. Chị Minh Bẹp 1 phiếu này. Trang Huyền Võ, em chỉ cần ghi tên thôi, tí gõ là ra mà. Minh Bẹp đầy đủ dấu nhá. Trang Huyền Võ nào, em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ của mọi người đấy ạ. Chị nào không chia sẻ đủ em sẽ không tính đâu nha. View lên 300 người em sẽ bốc nhá. View lên 300 người em sẽ bốc này. Chị Nguyễn Hồng Nhung 1 phiếu này. Vứt ở đây chị ơi. Chị Nguyễn Hồng Nhung 1 phiếu này. Phương ơi, Phương ra giúp ra tí đây Phương ơi. Cún Bông 1 phiếu này. Ok, chị Lanh Nguyên 1 phiếu này. Ok chưa? Đâu vứt phiếu đây. Em gặp 1 đôi vậy. Gặp đôi vào xong hãng chọc đây. Kiếm gặp cả thế thì tí bốc của gì? Không. Ở đây gặp vào như này đây, ok. Gặp đôi vào chị. Nguyễn Phương Anh 1 này. Nguyễn Phương Anh 1 này. Lê Huyền 1 này. Ok chưa? Này, cho vào đây đi. Em cầm luôn cái đi, không có gió. Chị đọc tên nhá, được chưa? Lê Huyền chưa? Nguyễn Hoài 1. Hoàng Thơm 1 này. Ok chưa? Thủy Lucy 1 này. Ok. Thủy Dung 1 này. Thủy Hải Âu 1 này. Em đọc tên ai là em thấy người đó nhá. Các chị không tương tác sẽ bị ẩn comment đấy ạ. Chia sẻ livestream giùm em vào 10 hội nhóm và 5 lần trên trang cá nhân nhá. À đâu, 10 hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân ạ. Comment cho em đi ạ. Nào. Nhưng ai đã em đọc tên rồi thì đừng comment đấy nhá. Em chỉ ghi 1 lần thôi. Ghi trùng là sẽ không tính đâu. Chị Gia Linh 1 được chưa? Gia Linh. Được chưa? Mít Mật 1. Ai sẽ là người may mắn của ngày hôm nay đây? Mít Mật 1, Thương Lưu 1. Nào nhanh tay chia sẻ đi ạ. Những chị vào sau chia sẻ giúp em livestream vào 10 hội nhóm 2 lần trên trang cá nhân để mua áo dạ với giá không đồng nhá các chị nhá. Chị Bống Thối LC 1 này. Được chưa? Linh Thuy 1 này. Được chưa? Rồi mọi người comment nhanh tay cho em nào. Comment nhanh tay và ở lại đến cuối livestream nhá. Đến khi em công bố kết quả đọc tên rút phiếu mà các chị không ở đây là sẽ không được tính đâu ạ. Đọc tên rút phiếu không ở đây là sẽ không được tính đâu nha. Chị Tân Thành 1. Chị Tân Thành 1 phiếu cho em này. Chị Tân Thành 1 phiếu cho em này. Trang Sâu 1 này, Trang Sâu 1 phiếu này. Su Alex 1 phiếu này. Ok, nào comment nhanh tay cho em tại sao nhỉ? Chơi game tặng không đồng còn không muộn. Bình thường là chơi đoán số sẽ rất là mất thời gian, nhiều người nói là không công bằng. Nên là hôm nay em chơi rút thăm luôn nhá. Rút chúng ai em tặng người đó cái áo dạ em đang mặc luôn nhá mọi người nhá. Tặng cái áo dạ em đang mặc nhá, và xin thưa là cái giá tác của nó là gần 2 triệu đồng. Các chị có thể kiểm chất thoải mái luôn, hàng tặng cũng kiểm chất thoải mái cho em này. Ok chưa ạ? Chị Yên Lê không giấu 1 này. Chị ơi, chị comment đúng cú pháp lại cho em đi ạ. Chị Yên Lê comment sai pháp nha. Chị Cô Liêu 1 này. Chị Khuyên Gào 1 này. Ok. Không thấy comment của chị Quỳnh Mai luôn. Đinh Thị Hồng Thúy 1 này. Ok ạ. Nào các chị ơi, vì sao không thấy comment? Bị ẩn comment nhá. Bị ẩn comment vì do lý do là tương tác chưa đủ nhá mọi người nhá. Chị Nguyễn Gào 1. Chị Nguyễn Gào đã có phiếu chưa?
Chị nhìn lại em làm mắt. Ờ đúng rồi, chị khuyên gào một, nhờ ung một, nhờ ung, nhờ cách ung một nhá. Mua áo không đồng kèm số điện thoại. Ngô Thảo như chưa sao nhỉ? Ngô Thảo comment đi ạ. Mua áo không đồng kèm số điện thoại nha. Bị ẩn comment đi ạ. Chị Yên Lê ơi, chị có rồi đừng. Ok chị Yên, chị Yên Lê có phiếu chưa? Yên Lê ơi, chị có phiếu rồi, chị đừng comment lại nhá. Bởi vì tránh trường hợp là một người comment hai lần. Em sẽ nhớ đấy, em chỉ đọc mỗi người một lần thôi. Chị Hương Thảo một này. Ok Hương Thảo này. Rồi tiếp tục comment cho em đi ạ. C10 nhóm, C10 hội nhóm và hai lần trên trang cá nhân để mua áo dạ với giá không đồng. Lên 250 người thôi em sẽ bắt đầu bốc nhá. Lên 250 người cho em sẽ bốc. Xin rẻ chị ơi. Lily Farm 1 này. Lily Farm 1, Ngô Thảo 1. Được chưa? Hoàng Thị Thu Huyền 1. Nào nhanh tay đi ạ. Không chia sẻ em sẽ không tính đâu nha, không kiểm tra đủ lượt chia sẻ. Chẳng nhẽ 180 người ở đây mà mới được chỗ đấy chắc khoảng 30 phiếu nhỉ. Chẳng nhẽ 180 người xem mà chỉ có 30 người thích tặng dạ thôi à? Đúng không ạ? Em chỉ thấy có 30 phiếu thôi nhá, mới thấy tên của khoảng 30 người thôi. Khoảng 30 người thôi nhá. Hoàng Thị Thu Hiền rồi. Chị Minh Huyền ơi, chị lấy áo gì mà bị chật đấy nhở? Chị Minh Huyền ơi, chị lấy áo dạ hay là áo gì mà bị chật ạ? Bởi vì áo dạ thì form khá là dễ mặc nhá chị nhá. Ok, tặng con dạ này không đồng. Tặng con áo dạ này không đồng. Nếu mà view không lên đủ 250 người em sẽ không bốc nhá. View không lên đủ 250 người. Ô, hôm nay làm sao ấy? Kiểu bị giới hạn tương tác ấy, bình thường mình quay này đông cục luôn. Ok mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em nào. Sao từ đấy giờ không thấy thêm một comment của người mới nào luôn ấy? Hay là các chị không thích tặng dạ không đồng ạ? Hay là các chị không thích tặng áo dạ không đồng ạ? Nếu mà không lên đủ ấy, thì em sẽ không bốc ở đâu ạ. Lên 250k cho em nhá. Lên 250 người xem thôi. Không thấy Quỳnh Mai nhỉ? Không thấy comment của Quỳnh Mai. Bị ẩn ấy. Quỳnh Mai bảo các em comment nhiều mà sao không thấy. Ok nào các chị ơi, nhanh tay comment cho. Có thấy Trang Bi. Có thấy Trang Bi nhá. Quỳnh Mai không thấy comment mua dạ không đồng. Mua áo không đồng kèm số điện thoại của trang của Quỳnh Mai đâu ạ. Ok chị Thùy Dung một phiếu. Thùy Dung đã có chưa? Thùy Dung một phiếu này. Hôm nay tương tác điểm sao? Thùy Dung một này. Chị Hà mò một này. Các chị ơi, mọi người hãy comment dùm em. Mua áo không đồng kèm số điện thoại. Đúng cú pháp em sẽ đọc tên và ghi cho mọi người một phiếu nhá. Em sẽ rút xem chị nào may mắn nhận được nhá. Chia sẻ đi. Chẳng ai chịu chia sẻ livestream gì. Lily một, Lily y ngắn nhá, không nhầm. Lily y ngắn một này. Chị Thanh Nguyên ơi, chị comment lại đi ạ. Chị Thanh Nguyên đang còn comment bị sai nhá. Lên dùm em 250 người thôi, em sẽ rút thăm luôn nhá. Để xem là chị nào sẽ trúng áo dạ không đồng của bên em này. Trúng áo dạ không đồng và xin thưa với các chị là cái dạ này tác là 2 triệu đồng. Cái áo dạ này tác là 1.900.000 bao nhiêu ấy. Gọi là 2 triệu đồng luôn. Ok, Quỳnh Mai một phiếu này. Quỳnh Mai một phiếu, Thanh Nguyên một phiếu nhá. Giá tác là gần 2 triệu đồng, các chị cứ test chất dạ thoải mái cho em nhá. Kể cả các chị ở hôm vừa rồi em bán cáo dạ này gần 500 nghìn đấy ạ. Hôm vừa rồi em bán sale là gần 500 nghìn nhá mọi người nhá. Có thấy Phượng Hồng nhưng không thấy comment chơi game. Khuyên gào có rồi, đừng comment lại nhá tình yêu ơi. Bởi vì comment lại thì nó sẽ bị mình sẽ ghi phiếu hai lần và mỗi người chỉ được tính một phiếu thôi này. Chị Ta Tinh một này, các chị vào sau nhanh tay chia sẻ vào 10 hội nhóm hai lần trên trang cá nhân và comment dùm em mua áo không đồng kèm số điện thoại nhá. Mua áo không đồng kèm số điện thoại. Chị Ta Tinh một, chị Kim Hiền Ngô một. Nếu view không lên đủ 250 người em vẫn sẽ bốc tặng quà cho mọi người, nhưng mà sẽ bốc sang một sản phẩm khác nhá mọi người nhá. Bởi vì là quy định trò game mình đã đặt ra từ đầu rồi. Mà thật sự là cái page của em chưa giờ bị như thế này cả. Bình thường mà comment và chia sẻ như này thì cực kỳ nhiều luôn, nhưng không hiểu hôm nay chắc là nó bị ẩn, bị tương tác gì đấy thì em cũng không rõ luôn. Chị Minh Huyền một nhá. Chị Minh Huyền một này. Chị Ngọc Anh không giấu một phiếu này, được chưa? Chị Khanh Vân không giấu một phiếu này. Chị Tòng Thảo Nguyên một phiếu này, có Quỳnh Mai rồi nhá. Chị Tòng Thảo Nguyên một phiếu, chị Khanh Vân một phiếu này. Chị Minh Huyền một phiếu này. Ok chưa? Thôi được rồi. Em sẽ bốc luôn nhưng mà sẽ tặng cho các chị một chiếc dạ cổ lông màu đỏ được không ạ? Tặng cho các chị một chiếc dạ cổ lông màu đỏ được không ạ? Chị Nguyễn Thị Trung một phiếu này. Chị Loan Tây một phiếu này. Chị Mai Liên một phiếu này. Ok ạ.
Ừ đúng rồi, chắc là chơi đoán vui hơn. Nhưng mà chơi kiểu này thì mọi người đỡ nói là không công bằng. Bởi vì mấy hôm vừa rồi chơi, rõ ràng mình đọc được một bạn khác, nhưng mà khách vào thắc mắc, bảo là chị ơi chơi này không công bằng, em không thấy nọ thế kia. Ôi mất, chán cực kỳ luôn, chán chán cực kỳ luôn. Mai Liên một phiếu, Mai Mai Liên có chưa nhỉ? Đây này, đưa đưa đưa, đưa chị cái này. Mai Liên một phiếu này, chị Mẩm Thấu một phiếu này. Tôi không hiểu vì sao luôn. Thôi rồi, sẽ tặng mọi người một chiếc áo khác nhá. Sẽ tặng một chiếc áo khác, bởi vì nói là làm, nhưng cái dạ này sẽ để lại để livestream tối nay tặng vậy. Chắc là nó không có duyên đến tay mọi người rồi. Chị Thương Lưu một này. Chị Thương Lưu đây này, chỗ này chắc mới được có bốn khoảng 40 phiếu. Chị Thương Lưu chưa? Lê Hồng Dịu một này. Có ai đây của ai? Lê Hồng Dịu một này. Ok chưa ạ? Lê Hồng Dịu một này. Chị Thẩm Thấu rồi à? Ok, chị Thanh Nguyên ơi, chờ em một lát, chờ em một lát. Đâu chị Thanh Nguyên không, chứ không có áo này sao mà. Mọi người ơi, áo cực kỳ đẹp luôn, mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em này, chia sẻ mạnh tay lên cho em và comment ạ. Những chị vào sau thì comment là mua áo không đồng kèm số điện thoại cộng với sẽ giúp em vào 10 hội nhóm hai lần trên trang cá nhân nha. Em sẽ bốc để tặng. Thực ra là view chỉ cần lên 250 người em sẽ bốc tặng cái áo này. Còn nếu trong khoảng 5 phút nữa chia sẻ view không lên nổi thì có thể do bếp của em thôi, nhưng vẫn sẽ tặng mọi người, nhưng tặng mọi người một chiếc dạ đỏ cổ lông nhá, đều là màu đỏ tượng trưng sự may mắn nhá mọi người nhá. Ok chưa? Trang Bi ơi, một lát nữa nhá, chị sẽ bán áo này rẻ lắm, hôm nay xả hàng xả lỗ luôn nhá. Ok, tiếp chị Đinh Thị Hồng Thúy hình như có rồi sao nhỉ. Đinh Thị Hồng Thúy một phiếu cho em này. Chị Đinh Thị Hồng Thúy một phiếu. Ni Lê và đừng quên là phải chia sẻ vào 10 hội nhóm hai lần trên trang cá nhân, nếu không là sẽ không được tính đâu ạ. Ni Lê một phiếu này, Đinh Thị Hồng Thúy một phiếu này. Ok chưa ạ? Chơi như này cho nhanh. Em chơi kiểu này bởi vì là có những chị kiểu dạng như là lại bảo là không thấy comment của người khác ấy. Nên là những ai cứ comment em đọc tên giúp được ai thì người đấy comment lại xuống thoại bên em kiểm tra. Nếu không đầy đủ các bước thì em sẽ bỏ ra tặng người khác luôn nhá. Ok không ạ? Ni Lê rồi, ok, đã chia sẻ rồi, ok, cảm ơn Ni Lê. Ni Lê rồi này, Ni Lê comment tận 3-4 lần liền. Chơi ri công bằng hơn à? Chơi cái này công bằng hơn, có lẽ là như thế, bởi vì nhiều khi bị ẩn comment. Cái này em bốc một tên ai thì người đó được thôi ạ. Ok, em ơi, xem cho chị nhá, 5 phút nữa không lên đủ thì thôi. 5 phút nữa không lên đủ thì chơi tặng áo cổ lông. Ok chưa ạ? Mà mọi người ơi, nhanh tay, ôi trời, chỉ còn 10 người nữa thôi này. Chỉ còn 10 người nữa thôi cả nhà ơi. Nào những ai đã vào sau, chị Hiên Đô ơi, chị comment cho em đi ạ. Là mua áo dạ không đồng, à hoặc là mua áo không đồng kèm số điện thoại nhá. Mua áo không đồng kèm số điện thoại cộng với xe giúp em vào 10 nhóm hai lần trên trang cá nhân nhá. Khi em bốc được ai là em, đây này. Bây giờ hiện tại mới khoảng có hơn 40 người một chút thôi. Nào, tại sao mà hơn 200 người chơi, 200 người xem mà không ai chơi game? Các chị không thích tặng thì để em bán luôn được, càng tốt nha mọi người nhá. Nào, toàn chấm mà chẳng thấy comment gì cả. Rồi ok, nào các chị ơi, nhanh tay comment cho em đi ạ. Comment đi, chị Hiên Đô ơi, chị vào sau. Trang Bi có rồi mà nhở? Trang Bi có chưa? Trang Bi một phiếu, Huỳnh Thanh Quyên một phiếu, em chào chị Huỳnh Thanh Quyên. Trang Bi một phiếu, chị Huỳnh Thanh Quyên một phiếu này. 251 rồi mà 251, tôi đang thấy có 242 này các ông ơi. Nào nhanh tay đi ạ, các chị ơi, nhanh tay bởi vì thời hạn không còn nhiều đâu ạ. Các chị vui lòng chia sẻ dùm em, chia sẻ vào 10 hội nhóm hai lần trên trang cá nhân nhá. Chị An Nhiên một phiếu, An Nhiên một phiếu ạ. Ơ, cái máy của mình có lên 250 sao ấy bảo 250 nhỉ? Em thấy 250 ạ? Không. Của mình là 24 mấy mà. Gia Linh một phiếu, Gia Linh một phiếu, Nguyễn Thị Trung đã có chưa nhỉ? Nguyễn Thị Trung đã có chưa? Xem cho chị xem đủ 5 phút chưa? Đau hết cả cổ. Sợ quá. Linh Thuy có phiếu rồi. Linh Thuy có từ nãy rồi mà đúng không? Linh Thuy có rồi. Chắc là do em không đủ sức hút, chắc từ lúc bầu chán quá. Đã chia sẻ đầy đủ. À không, nhưng mà ý là chị comment giùm em là mua áo không đồng kèm số điện thoại nhá chị nhá. Chị comment giùm em là mua áo không đồng kèm số điện thoại giống mọi người á, em sẽ ghi cho chị một phiếu nhá. Biết đâu may mắn nhận được cái áo em đang mặc thì sao ạ? Ok, ok Quyên, cảm ơn Quyên này. Em cảm ơn chị Thương Lưu, nói chung là cái này chơi may mắn là chính thôi. Hôm nay mình không được thì ngày mai mình lại được đây, em chỉ bốc, em không biết, em chỉ ghi tên mọi người thôi, em bốc thôi nhá. Cái này là may mắn, ai được thì được. Không rồi lại bảo chơi đoán số, lại bảo bị ẩn comment chơi, các thứ đấy em thấy mệt lắm.
nha mọi người nhá. Nào nhanh tay comment cho em đi ạ. Đã chia sẻ cho em phiếu Lưu Nguyên ơi, comment là mua không đồng, mua áo không đồng kèm số điện thoại đi ạ. Mua áo không đồng kèm số điện thoại nhá. Mua áo cứ ở 242 243 thôi. Cứ ở 242 và 243 thôi. Lưu Nguyên comment mua áo không đồng kèm số điện thoại đi nào. Những chị vào sau thì comment đi ạ. Mua áo không đồng kèm số điện thoại cho em nha. Ok, chị Hiên Đô một phiếu liên em có rồi nhỉ? Liên em có rồi đúng không? Ngay đầu rồi đi. Chị Hiên Đô một phiếu. Ôi chết chết. Hình như vừa bay của ai hay sao ấy. Này nó mà bay thì bảo chị nhá, tại cái quạt này cho cái kín một tí. Hoài Nguyễn một phiếu. Chị Hiên Đô một phiếu này, Hoài Nguyễn một phiếu tiếp này. Trời ơi sao không lên nổi 250 người vậy? Bị sao vậy? Ôi cuộc đời của em chưa bao giờ thấy chia sẻ như này mà không lên nổi luôn. Chắc là do cái page này đang, nó đang bị Facebook nó để ý rồi. Chắc là do cái Facebook của em page bị để ý mất rồi. Chị Hương thu một phiếu. Vâng ạ, nó chỉ ở mức 240, 248, không lên nổi 250, em không hiểu vì sao luôn. Chắc hôm nay bị khắc khổ với khắc với lại cái con số này rồi. Ok. Thôi rồi em ơi, nốt cho chị hai phiếu đấy, bốc đi nào. Bốc đi, mất thời gian của mọi người quá. Chưa lên được 251 đâu mà. Khổ lắm cơ, chưa lên được 251 luôn. Tôi thề, tôi mà thấy tôi bốc luôn. Nói nhiều gì đâu, cả cổ thực ra là thế này. Cái dạ này hay là cái dạ lông ấy ạ, giá nó đều tương tự nhau. Giá em nhập sale nó xem nhau không à. Đây cái này 2428 yên nhá. Cái này nếu mà chị nào may mắn thì được một con da thật này. 2428 yên. À con lông thật, đây là lông giả rồi. Lông thật nó phải có gân cơ. Rồi ok. Đây này 2428 yên cho em nhá các chị nhá. Cứ check giá code thoải mái thôi rồi. Có 260 đâu. 24246 mà các má. Có xong máy các bạn điểm sao nhỉ? Em ở mày đấy là bao đang bao nhiêu người? Ok chưa ạ? Bây giờ em sẽ bốc tặng con áo dạ em mặc nhá. Con này thì form vừa người hơn. Tặng con dạ đỏ này bị khách ao luôn, em sẽ tặng luôn nhá. 270 rồi anh ơi. Không thấy thật mà. What the fuck? Có sao máy? Đây, cả hai máy đây. Cái máy này của chị. Đây. Cái máy của chị. Em ngừng ghi phiếu này, bây giờ sẽ bốc này. Bây giờ sẽ bốc nha. Bây giờ sẽ bốc tặng con áo dạ em đang mặc nhá. Nói chung rất là đẹp luôn, 2428 yên, các chị nhân giá lên cho em đi ạ. Nào bây giờ bốc nhá, bốc bừa nhá, không nhìn vào đây. Không lại bảo là chơi không công bằng, mệt lắm rồi, mệt với mấy trò chơi game. Mệt với mấy trò chơi game lắm ạ. Đây ạ, bây giờ em bốc luôn nhá. Ơ sao máy của chị cứ hiển thị có 2 năm mấy thôi. Bây giờ mới lên 2 năm mấy ấy. Ok, bốc được một chị rồi. Ok, xin chúc mừng chị Thùy Dung. Chị Thùy Dung nhá, ôi Thùy Dung nào đây? Chị Thùy Dung còn ở đây không ạ? Chị Thùy Dung còn ở đây không ạ? Chị Thùy Dung này. Chị Thùy Dung còn ở đây không ạ? Chị Thùy Dung còn ở đây với em không chị ơi? Cả hai cái đúng rồi, cái nào cũng đẹp, đúng vậy. Nhưng mà em tặng màu đỏ vì màu đỏ may mắn nhá mọi người nhá. Chị Thùy Dung đâu ạ? Thùy Dung ơi, chị ở đâu rồi? Chị lên tiếng đi ạ, nếu mà trong khoảng 1 đến 2 phút chị Thùy Dung không comment em sẽ bốc người khác luôn nhá. Chị Thùy Dung 278 luôn rồi Lanh, em chả thấy gì. Chị có thấy gì đâu, máy của mình chưa lên nổi đến mức đấy. Hay do cái máy của mình. Chị không biết đây, của chị có 24 mấy này. Đây mà, máy em đây. Đây, máy em đây. Chị Thùy Dung ạ. Có phải Thùy Dung này không nhỉ? Ok, Thùy Dung để số điện thoại nhá. Em ơi, em kiểm tra luôn cho chị này. Kiểm tra Thùy Dung có chia sẻ không nhá. Thùy Dung. Ok, xin chúc mừng Thùy Dung nhá. Xin chúc mừng bạn Thùy Dung này. Thôi được rồi, vì mọi người chơi nhiệt tình với em quá. Vì mọi người ở lại chơi nhiệt tình quá. Thùy Dung comment số điện thoại đi ạ. Thùy Dung comment số điện thoại nhá. Và ship quà đến thì nhớ nhận hàng. Nhá, nhớ nhận hàng nhá, bởi vì là em thề với các chị đã có một lần em ship quà tặng khách không thèm nhận. Ship quà tặng đến khách từ chối không nhận hàng. Ok. Ship quà tặng còn không nhận nhá. Ok chưa ạ? Chúc mừng Thùy Dung nhá. Đấy là chơi may mắn thôi. Bây giờ nhưng mà nhiều phiếu này, hay tặng thêm gì đi. Em sẽ tặng thêm một chị nữa một chiếc áo, tặng một cái áo nỉ luôn nhá. Tặng ok, vì các chị ở lại xem ô tụt view luôn. Tụt view chả tặng nữa, buồn thế. Không kinh không? Vào chơi game không được bắt các bà ao.
áo luôn lập luôn 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 lập tức được. Ok, bây giờ bốc tiếp tặng một cái áo nỉ này. Đi vừa đi em ơi, chơi lâu quá rồi. Em tặng tiếp một cái áo nỉ bốc cho chị nào may mắn, nếu chị đấy còn ở đây thì được nhá. Ok không ạ? Bạn ơi, bởi vì thời gian ghi phiếu là từ nãy rồi nhá, tình yêu nhá. Rồi ok, em sẽ bốc là ai đây? Ta Tinh. Ta Tinh. Toàn khách em hình như chưa mua nhà mình bao giờ. Ta Tinh. Ta Tinh này, ok không ạ? Chị Ta Tinh. Bởi vì chị ơi, nhiều khi chơi game nó phải đạt đúng đủ ạ. Mình lúc đầu mình nói ra như thế nào thì nó sẽ phải như thế. Còn đâu em chắc chắn với mọi người là pet hôm nay chị ta Tinh mà ở đây thì để lại số nhá. Chị Ta Tinh nhá, ok không ạ? Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu sale áo dạ này, sale áo dạ hôm nay chơi vui mà. Bốc trúng ai thì nếu mà chị đấy còn ở đây thì được tặng thôi ạ. Còn ở đây thì được tặng thôi nhá. Ok không ạ? Bây giờ em sẽ bắt đầu sale dạ này. Bắt đầu sale dạ nhá, chỉ duy nhất một buổi hôm nay. Chị ơi khổ lắm cơ. Kệ thôi chị ơi, chị nào ở lại muốn mua dạ sale với em thì ở lại thôi ạ. Chứ không vấn đề đâu, bởi vì giờ hôm nay cái pet của em bị làm sao chứ bình thường. Quay cái giờ này mà chia sẻ như vậy ạ, lên 400-500 người xem là chuyện bình thường luôn. Chị để lại số điện thoại cho em nhá, em kiểm tra lượt chia sẻ cho chị này. Đây nhá, cái áo dạ em mặc là size L. Cái áo dạ em đang mặc là size L nhá, size L. Cái này còn những size gì em ơi, xem của chị không còn size gì, chốt luôn cho khách này. Đây. Size L, XL, đây cái đây XL đây, xem. Đây này. Đây xem mấy cái này thôi em. L và XL, còn L và XL nhá. Đều là dạ XL à? Đều là dạ F nhá, người em là mặc form chuẩn, size M. Em mặc chuẩn là size M ạ. Em mặc chuẩn là size M nhá mọi người nhá. Bình thường em mặc size chuẩn là size M đấy ạ. Hả? Bình thường em mặc chuẩn là size M nhá. Nhưng mà em mặc size L còn ok, form dạ rất là dễ mặc này. Rất là dễ mặc luôn, giá tác là 569 yên. À, 569 tệ nhá. 569 tệ ạ. Mọi người nhân giá lên đi ạ, nó phải tầm hơn 2 triệu đấy ạ. Cái áo dạ này hôm nay em bán sale với giá là 389.000. Áp dụng cho chị nào đã chia sẻ live stream nhá. 389k. Ai lấy comment là 389k kèm size kèm số điện thoại này. 389k kèm size kèm số điện thoại cho em, quá rẻ luôn rồi các chị nhá. Mà vui lên thì bán 380.000 luôn. Ok không ạ? 380k kèm số điện thoại, kèm size kèm số điện thoại đi ạ. 380k kèm size kèm số điện thoại. 380.000 thôi nhá. Cái này là bình thường là bán là 499.000 đấy ạ. XL nó rơi vào khoảng 65 cân đến 70 cân chị nhá. Chị Ta Tinh chưa chia sẻ trên trang cá nhân này chị ơi, em chụp lại màn hình cho chị. Chụp lại lấy điện thoại chụp lại lúc chị lại bảo chị Ta Tinh chưa chia sẻ trên trang cá nhân nên là sẽ không một tặng áo bên em đâu nhá. Ok không ạ? Các chị lấy áo này thì comment dùm em mã số là 380 kèm size kèm số điện thoại. Thật sự là giá này quá rẻ rồi các chị ơi. Những cái dạ này dưới 400.000 đều là quá rẻ luôn ạ. Chị Lê Huyền 380 size XL là XL em còn 2 cái thôi. XL em còn 2 cái thôi nhá. XL em còn 2 cái thôi rồi, chị lấy em để chị 370 luôn cho máu nhá. 370 luôn này. 370.000 nhá này. 370 này chị gì kìa? 370 chị vừa đọc size XL chị Lê Huyền à. Trang Nguyên Ha Huyên lấy size M 370 này. Size M không còn đâu ạ, size M em hết rồi nhá. Chỉ còn size L và XL thôi. Thanh Lam, em 57 cân đấy chị Thanh Lam. Em đang mặc size L và em 57 cân nhá. Em 57 cân, tức là nó tùy vào form dạ ấy ạ. Em 57 cân này. Chị Thanh Lam lấy size L nhá, chị Thanh Lam này, size L ở đâu nhỉ? Ơ, chị vừa đưa cho em là cái size L à? Màu cam cơ, màu đỏ cam cơ. Chị Thu Chân lấy size XL. Ơ, thế cái chị đầu tiên là lấy size gì em? XL đỏ. XL đỏ, thế có khi lại đưa nhầm size L rồi. Em ơi, kiểm tra chị cáo kia size gì? Cái áo trong tủ kia size gì? Chị Thu Chân. Thu Chân lấy size XL. Đây, Thu Chân lấy size XL này, cầm lấy. Thế thì XL á? Thế đây, cái L là cái chị đang mặc. Xong vừa lấy Tâm Lan đọc của chị là có một cái size L. Chị mặc một cái size L, Tâm Lan bảo là size L mà. Cả hai cái đấy đều XL à? Kiểm tra chị xem cả hai cái đấy XL à?
Cái này nhá, cái này size L là của chị Thanh Lam. Ơ đây, em mặc size L đây chị. Đây, cái em mặc em cởi ra cho chị luôn. Cái lông là cái tặng thì tính làm gì, khổ. Đây nhá. Cái này ạ, có size M à? Xem có giống form không? Có một chiếc size M luôn. Lên xem nào. Có một chiếc size M luôn này, còn một chiếc size M. Cho em L đi chị. Trang Nguyên Ha Huyên là size gì? Em ghi đơn Thanh Lam chưa? Em cảm ơn chị quá khứ tương lai. Em ghi Thanh Lam size L đi đã. Chị Thanh Lam ơi, chị có lấy L không thì để em chốt cho người khác đây. Còn một cái size M nhá. Một M, còn một M, một XL này. Em mặc size, thực ra là mình mặc size M cũng được. Ok, Thanh Lam lấy L. Em còn một cái size M này. Cái size M này thì nếu mà mặc thêm len, nếu mà tầm tạ người như em mà mặc thêm len thì sẽ hơi bị kích. Nên là những chị nào nhỏ người hơn em thì mặc con M này được nhá. 370 nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn đây. Ví dụ như em mà mặc thêm len là có thể là hơi kích, bởi vì mùa hè mình đang mặc váy. Chứ còn đến mùa các chị mặc ấy. Nếu còn cho chị M, ok. Trang Nguyên Ha Huyên có đơn chưa? Trang Nguyên Ha Huyên đây, một con size M đây cho chị Trang Nguyên Ha Huyên này. Ok, còn rất nhiều dạ luôn. Trang Nguyên Ha Huyên lấy size M. Em còn một con đấy size XL 370, có ai lấy XL không ạ? XL em còn một cái. 370.000 nhá, thật sự là quá rẻ cho mọi người luôn. Mọi người cứ nhận hàng rồi cho em cái feedback nhá. Đây ạ. Cái size XL thì em mặc nó hơi bị rộng vai. Chị nào khoảng 65 đến 70 cân ấy, 63 đến 7 đến 70 cân được. Ok không ạ? Đây ạ. Đây. Này, em mặc nó hơi rộng. Size XL đây nhá. 1m6 60 cân mặc size L thôi, nhưng em hết size L rồi. Chỉ còn một cái size XL thôi đây. Nhưng mà nếu mà chị thích mặc form kiểu rộng rộng như này ấy. Nếu mà chị thích mặc form kiểu rộng rộng như này thì ok, rồng nó chị bằng à? Hả? Xem cái nào giống nhau xếp thì xếp cùng nhau nhá. Cho nhanh. Eo 78 nặng 58 cao 1m57. Nặng 58 cao 1m57 vừa size L chị ơi. Cái vấn đề là cái dạ này nó không phải dạ eo nhá, chị đừng nhầm ạ. Nếu chị không lấy thì chị hủy luôn đơn trên này cho em để em bán cho người khác nhá. Áo này em sale còn 370 đây này. Mọi người nhìn nhá, đây không phải dáng eo, bởi vì nếu mà dáng eo nó phải có một cái nếp ở đây cơ. Nó sẽ may một cái nếp, nhưng nhà em là dạ suông, đây là dạ suông. Nó không liên quan gì đến eo của mọi người cả, nó chỉ quan trọng là chiều vai rồi chiều cao, cân nặng xem là có vừa hay không thôi. Chứ cái eo nó không liên quan lắm. Cái này là 370 nhá. Ok, chị Thanh Lam size L này. Ok chưa ạ? Áo em đang mặc là 370.000. Còn đúng một chiếc size XL, có ai lấy size XL? Size L là cái em đang mặc nhá. Em bình thường là em mặc size M chuẩn. Em thì còn size. Chị đang tìm size L cơ. Khách đang chốt một cái size L. Nhưng mà đang không tìm thấy à. Bây giờ chỉ còn XL thôi. Màu đỏ cam. Size XL nhá. Ok, sẽ lên một con dạ dài. Một con dáng dài hơn con đấy, nhưng mà cũng màu đỏ này. Sau đó em sẽ lên cả màu xanh, màu be các thứ nhá, đều đủ màu luôn. Con này dáng dài hơn nhá. Áp dụng cho chị nào từ 1m6 trở lên mặc cái này được nhá. Từ 1m6 trở lên mặc cái này cho em này, 529 tệ này. Con này em cũng sale luôn. Đây, con này ôi size XL sao form mày mé nhỉ. Thực ra là các chị ơi, chị nào mà quen mặc dạ suông ấy thì cực kỳ dễ mua luôn. 61 cân mặc XL thoải mái chị ơi. 61 cân mặc XL được ạ. Nói chung là quan trọng là mọi người có quen mặc với cái kiểu dạ này không, hay là các chị quen mặc dạ ôm, dạ vừa người nhá. Hay là các chị quen mặc dạ ôm, dạ vừa người á. Rồi ok đây. Con này nó mặc cũng cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà form dài. Áp dụng cho chị nào từ 1m6 chứ thấp mặc áo con này không đẹp. Con này form váy nhá, còn hai cái đều XL luôn à. Hả? Nhưng mà form này bé, có bị to đâu. Đây là màu đỏ cam nhá. Đây là màu đỏ cam. Áo này nhá, bình thường là bán 499.000 ạ. 499.000 hôm nay em sale còn 390.000 cho chị nào lấy. Ai lấy comment dùm em 390k kèm số điện thoại nhá.
Có size S không? Cho em một chiếc. Có size S không? Chờ 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 mình một chút để mình kiểm tra nhá. Con này đẹp dã man luôn này. Đẹp lắm nhưng mà form này khoảng 60 cân, 60 cân đến khoảng 68 cân là vừa. Các chị bé hơn thì không không vừa nhá. Đây ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì những chị nào mà thích mặc form suông thì cực kỳ dễ như em. Như em thì em hay mặc kiểu rộng rộng suông suông như này. Bởi vì nhìn người mình nó sẽ đỡ to hơn nhá. Bởi vì mùa đông các chị còn phải mặc len bên trong thôi các ạ. Có ai lấy áo em mặc không ạ? Con này quá đẹp luôn mà không ai chốt này. Con này quá đẹp luôn các chị ơi, chất giả của nó này. Mà có 380.000 thôi, em mới bật cho chị cái đèn ở bên đấy lên cái. Đừng lôi thêm nữa, cái gì đấy? Cho chị cái dạ mà có cái chữ D ở đây đâu ấy. Cái dạ có chữ D ở chỗ này đâu. Một con dạ cổ lông này, một cái duy nhất. Mình đổi sang lấy dáng này đi mệt quá cơ. Chị Lê Huyền ơi, con này chỉ còn XL thôi nhá. Có rêu với cả nâu ạ, chờ em một chút. Ui, dạ dáng váy, con này đẹp quá. Con này đúng. Chị Lê Huyền ơi, chị đổi sang cái nào cơ ạ? Có dạ đen, chờ em một chút để em tìm. Cái áo dạ vặt lệch này nhá. Cái áo dạ vặt lệch này 60 cân đến khoảng 67 cân này. Bởi vì em là 57 cân, em mặc nó hơi rộng nhá. Đây là form dáng váy, nên là chị nào điệu điệu một chút thì mới mặc được. Chị nào lấy áo này em để 360.000. À 350.000 quên. 350.000 nhá, 350k. Mình lấy XL mà. Chị Lê Huyền đổi sang cái dáng này em ơi. Chị Lê Huyền đổi sang cái dáng dài này, 300 mấy nhỉ? 300 mấy? 380 đấy. 350.000. Có lông thật để mình để mình tìm nhá. Có đấy, có nhiều luôn ý. Nhưng mà nó chữa ra nhiều lắm. Mấy trăm cái dạ cơ mà. Đây nhá, kéo dạ em mặc này. 350.000 này, 350k. Ai lấy comment nhá, rẻ vãi. Cho chị một con màu đen. Áo mới bạn ơi. Áo dạ xanh mình chốt trong inbox ấy để cho mình nhé. Em chốt inbox thẩm thấu nào. Vừa bạn ơi. Ô, con dạ đen đẹp đấy. Dạ đen này size L luôn. Nhưng mà con này size M cũng mặc được bởi vì nó có cái dây eo buộc. Con dạ màu đen này. Em check inbox của chị ý đi, chị ý gửi ảnh rồi. Hiểu chưa? Chỉ cần check inbox thôi, thắc mắc gì nhiều. Đây nhá. Buộc đai này. Thẩm thấu kìa. Đây. Cái này là buộc đai eo cho em này. Thế đây là size M cũng vừa, vai em vừa nhá. Vai em vừa này. Vai em vừa, dạ này dáng váy cho em nhá. Dạ này dáng váy, chị nào lấy comment giùm em là 360 kèm số điện thoại. 360 kèm số điện thoại nhá. Ok Ngọc Jenny, 360 kèm số điện thoại giùm em này. 360 kèm số điện thoại, con này quá đẹp luôn. 360 kèm số điện thoại, bảo chị mà lấy áo đấy để chị 350. 34 cũng được. 360. Mẫu này size L nhưng mà như em người size M mặc ok luôn. Mặc cực kỳ giấu bụng như em đang bầu này, mặc giấu bụng lắm. Có size L cổ lông đấy ạ. Ok, dạ đen đẹp này, không ai chốt luôn. Dạ đen đẹp mà các chị ơi, đẹp dã man luôn ấy. Đẹp dã man luôn nhá, đẹp dã man luôn. Bạn nào bảo đi tìm dạ đen xong rồi cái dạ đen dáng váy chị nào bảo lấy nhá. Chị gì khách quen nhà mình ấy cũng bảo em ấy tìm cho chị một cái dáng váy, chị để chị lấy dạ màu đen. Này. Cho thêm một mẫu nữa đi. Cho chị cái màu xanh rêu ấy. Xanh rêu. Sai gì á? Con này đẹp đấy. Xanh rêu. Xanh rêu. Hàng mới bạn ơi. Hàng new nhá, đây mình đã đăng cáp ở dạ Quảng Châu rồi, 699 tệ này. 699 tệ con này nhá.
nhưng mà đây là hàng sale, hiểu không ạ? Mark là size L nhưng mà thực ra chỉ size M thôi. Mark size M à size L nhưng chỉ size M thôi. Đây như em size M mặc chuẩn luôn. Mặc vừa in luôn nhá. Mặc vừa in luôn này. Em già này chị nào lấy em để với giá là 390.000. 390.000 nhá. Ai lấy comment là 390 kèm số điện số đến số điện thoại. Đây là màu xanh rêu. 390 kèm số điện thoại giùm em nhá. 390. Màu đỏ không em ơi, tìm cho chị một cái size L cổ lông màu đỏ. Size L cổ lông của lại em rút ra đâu rồi? Ai lấy xanh rêu comment cho em nhá. Như em size M mặc mặc ok luôn nhá. Nhưng mà bụng bạn nào mà to to một tí vì bụng mình đang bầu. Chị Ngô Thảo chốt xanh rêu này 390.000 này. Con dạ rêu đẹp mà. Màu đẹp dã man luôn, nó có hai hàng khuy. Với cả màu nâu quay lên cam nó không rõ đấy. Em ơi cởi khuy cho chị cái này vậy. Cởi khuy đi. Con dạ vừa nãy em mặc. Con này size L nhá, size L. Con này phải 60 đến 70 cân này. 60 đến 68 cân ấy. Đây con này cũng đẹp này. Con dạ đỏ nhá, chị nào lấy em để 399.000. 399.000 con này cực kỳ dày luôn. 399.000 nhá, 395 đi. Ok chưa ạ? 395, 95.000 này em mặc căng rộng nhá. Căng rộng này, 395. Cái này 65 cân mặc được rồi chị Lê Hường, nhưng con này con dài. Con này chị nào phải cao cao tầm em mặc mới đẹp, còn những chị thấp hơn thì phải đi cắt đấy ạ. Con này nhá, 395.000. Ai lấy comment là 395 kèm số điện thoại nhá. 395. 395 con này đúng một cái sao? 395 kèm số điện thoại nhá, đẹp dã man luôn. 395 kèm số điện thoại giùm em nhá. 395 kèm số điện thoại. Có size dậy đỏ không em? Là sao hả chị ơi? Em đọc không hiểu luôn, nhắn dấu của em mới. Con này 395.000 nhá, giá tác là 2 triệu cơ ạ. 395.000 cho em này. Ai lấy comment là 395 kèm số điện thoại nhá. 395 kèm số điện thoại giùm em. 395 kèm số điện thoại nhá. Con này đẹp dã man luôn. Các chị ơi đừng có tiếc, vào mùa em khẳng định không bao giờ có cái giá này cho các chị mua luôn nhá. Cái giá này so với chất dạ ép là quá rẻ luôn, không phải là rẻ nhá. Chị Thanh Lan mà tìm, chị ơi từ chờ em tí. Tìm màu đỏ cổ lông. Màu đỏ cổ lông size L vừa có một cái tặng khách xong. Đây nhá, cái áo em đang mặc này. Hôm nay không bán len em nhá. Con này nhá, mark ghi size L nhưng mà bản thân em kể cả size M mặc cũng ok luôn này. Đây nhá. Cái này nó có một cái tag ở đây nhá, còn hai cái nhưng mà hai cái tag khác nhau nhưng mà cùng size, cùng form luôn này. Cùng size, cùng form nhưng mà hai cái tag khác nhau nhá. Ok chưa ạ? Cái này chỉ có size M à size L thôi em. Đây là đang là size L nhưng mà thực ra cái này size M là mặc được rồi. Cái này chỉ khoảng dưới 60 cân thôi. Nếu mà trên 60 cân mà mặc cái áo này sẽ bị chật. Nha mọi người nhá, sẽ bị chật đây này. Cái dạ này nhá, cái dạ này, cái này size gì? Cái đỏ kia sao? Cả hai cái mà. Cái dạ em đang mặc này. Cái dạ em đang mặc, các chị nào lấy em để với giá là 350.000. 350.000 quá rẻ luôn. Ai lấy comment là 350. 350 kèm số điện thoại giùm em. Được. Đó cho chị cái đấy. 350 kèm số điện thoại nhá. Dạ dài đỏ 395 là em khẳng định với mọi người, màu đỏ nhà em ở ngoài còn đẹp hơn trong cam gấp tỷ lần, không phải là màu đỏ kiểu quê quê đâu nhá. Mọi người cứ yên tâm, vì dạ này là dạ em chọn rồi. Còn áo kiểu 370 vừa nãy có size L không shop, chỉ còn size XL thôi ạ. Đây này. Con dạ dáng dài màu đỏ vừa nãy là kiểu con này đỏ đun không phải, nhưng mà màu đỏ ngoài đẹp lắm ạ. Đây màu đỏ như này là đỏ chuẩn luôn nhá. Ôi đừng chạm vào gương của chị em ơi. Nó cứ rung rung. Nó cứ rung rung. Kiếp con này 350.000 không ai mua á. Em thề luôn, giá tát toàn tiền triệu ấy. Các chị có xem không để em bán. Là mình làm sao nhỉ, bán dạng như dở hơi. Đây có con dạ cổ lông màu đỏ cho chị này.
Có dạ cổ lông màu đỏ cho chị nhá. Nhưng mà tay lỡ. Dạ cổ lông màu đỏ. Dạ cổ lông màu đỏ chị mà lấy. Em để cho chị với giá là 320.000. 320.000 cho em nhá. 320.000, size L đấy ạ. 320.000. Em cao 1m6 nhá, các chị ướm ướm theo nhá, tùy vào cách mặc thôi, đừng lôi nữa tâm nào. Tùy vào cách mặc của mọi người ấy, có người thích mặc dáng rộng, dáng suông. Có người thích mặc vừa người ạ. Đây, cái này là form dáng váy này. Cái này form dạng form chữ A nhá. Có nhá bạn nhá. Em ơi, bởi cho chị các màu khác đi, nó lẫn vào đây nhiều quá. Rút cả trên kệ kìa, trên kệ nhiều màu nâu kìa, nâu bê kìa. Chị gì vừa đấy hỏi cái dạng lông, cổ lông màu đỏ nhỉ? Kiểu dáng form này chị không thích cả, form này đẹp mà. Form này dễ mặc lắm luôn. Vừa mặc một cái màu đen đẹp dã man ra, không ai chốt thề luôn, chán không buồn mặc luôn. Dáng dài em không có đâu ạ. Cổ lông dáng dài em không có. Em lên một con màu nâu nhưng mà form dáng váy này. Size 11. 1m6 52 cân mặc rộng chị ơi. Chị Lê ơi mặc rộng. Nếu mà cái này có size M thì chị sẽ vừa. À con dạ vừa rồi có size M nhá. Không con dạ cái tag này có size M mà. Cái tag giống như này luôn. Đây có size M. Con này có size M. Ơ cả hai con luôn. Con dạ này em bóc cho chị. Hai con size M, ba con M. Đây là L của em. Các chị ơi, em lại cái mẫu này một chút này, mẫu này 350.000 có M và L. 350.000 có M và L nhá. Con này này, 350.000 có cả size M và size L. Nhưng người em đang mặc size L. Mà em mặc còn vừa thì tức là các bạn sẽ có thể bon chen lên size M đấy ạ. Cái đen vừa nãy mặc thử rồi mà không ai chốt chứ. Cái đấy đẹp mà, mình sẽ để mặc. Không bàn nữa, rồi. Đây nhá. Con này size M và size L. Con này có size M và size L. Ai lấy comment là 250 kèm màu. Kèm M con này có màu nâu mà hết rồi. Chỉ còn size M và size L thôi. Ai lấy comment là 350 kèm M hoặc L. 350 kèm M hoặc L cho em nha. 350 kèm M hoặc L ạ. 350 kèm M hoặc L. Quá rẻ luôn. Ô, con màu hồng này bị lỗi không? Hình như bị lỗi nha, chị cũng nhầm thế. Cho chị size M, chị Ngọc Jenny. Chị ơi, chị lấy cái tag này đúng không? Chị lấy cái tag tròn hay là tag chữ D? Cả hai cái đều có size M luôn nhá. Đây, chị lấy cái tag chữ D này hay là lấy cái tròn? 1m51, 53 cân thì mặc chắc phải mặc size L đấy ạ. Bởi vì 1m51, 53 cân thì người khá là to. Bởi vì em 57 cân nhưng mà em cao 1m6 cơ. Chị cao 1m51, chị thấp hơn em tận 9 phân. Dáng dài để em tìm với chị nhá. Chị Ngọc Jenny lấy size M tang tròn. Đây là size M mẫu này. Em trong túi đúng không? Chị đừng rút ra nữa rồi mà. Đấy size M đấy. Chị Quỳnh Mai ơi, chị lấy tag chữ D cho em nhá. Bởi vì còn mỗi chữ D. Em ơi, cái tag tròn còn size M không? Chỉ còn cái tag chữ D size M thôi. Chị Quỳnh Mai lấy cho em cái tag chữ D này size M nhá. Cái dạng này giá tác là 369 yên. À 369 tệ quên. Nhân lên 3,5. Chị Quỳnh Mai lấy cho em cái chữ D nha chị ơi. Bởi vì em còn mỗi cái chữ D là size M thôi. Còn lại là size L. Còn lại là size L này, mặc cái màu nâu. Ok em cảm ơn chị. Size này. Cái áo này thì dáng form váy nhá. Bởi vì em đang mặc váy ở dưới nên các chị nhìn form nó sẽ không ra. Cái này mặc cái ngắn ngắn ở bên trong mặc thành form váy nó đi giày cực kỳ đẹp. Con này size L, 60 đến 7 đến 70 cân vừa. 60 đến 70 cân vừa như đây là form váy á. Chị Hiền Nguyễn chờ em tí, em ơi tìm cho chị cái màu đỏ dáng dài 395.000 này size M. Em nhìn cái tag của nó đây. Đây, mã này nhá. Size M nhá. Cái dạ này nhá, sóng ô cái này đẹp lắm này. Cái này mặc kiểu dáng váy như này nhá, xong các chị mặc đi giày rất là đẹp luôn. Đây. Đây là dáng váy đấy, 370.
370.000, ai lấy con mây là 370 nhá, cái cổ rất là đẹp. 370 kèm số điện thoại. Để em tìm chị ơi, để em tìm. 370 kèm số điện thoại giùm em nhá. 370 kèm số điện thoại, chờ em một tí, em đang tìm rồi nhiều lắm. 370 hay cái đấy á? Không phải, cái màu đấy khác. Chị nhìn màu chị biết, chị thấy chị ấy nó khác rồi. Cái màu đó là cái màu sẫm sẫm như này cơ. Bầu to mặc thoải mái bạn ơi, bầu đến tận lúc đẻ luôn nhá. Cái này thì bầu đến tận lúc đẻ luôn được. 370 chị Hà Mò. 370 chất da ép, à chất da ép nhá. Chị Hà Mò này. 370.000. Có phải cái đấy không? Một con màu hồng. Size L tiếp, size lắm, size L thế. Màu hồng nhà size L này. Con này cũng khoảng cân nặng như em là đã mặc được rồi. Cân nặng và cao như em là mặc là ok, bởi vì bản thân em đang mặc như này nhá, bởi vì các chị mặc phải mặc áo len bên trong cơ ạ. Cái áo em mặc này. Cái áo em mặc chị áo lấy em để 330.000. 330.000 con này là size L nhá, 330. Chị nào lấy con men là 330, ở ngoài là màu hồng phấn nhá. 330. Màu đen vừa nãy em mặc một con cực kỳ đẹp, chờ một chút em mặc lại nhá. 330 kèm số điện thoại giùm em. 330 kèm số điện thoại giùm em nhá. 330 kèm số điện thoại. 330k nhá. Con này khoảng 60 cân ấy là ok. Dạ đỏ cổ lông á. Đây chị ơi, em có một con dạ đỏ cổ lông không biết size gì này. Có một chị nào tìm con dạ đỏ cổ lông? Tìm cho chị cái dạ kia đi nhá. Cái dạ cái khuy đấy nhiều cực luôn. Đây là màu đỏ cam size M luôn này. Màu đỏ cam size M nhá, em mặc thử này. Đợt em mặc không bán nhá. Màu đỏ cam size M. Size M này. Bóc ra xem đủ size M không? Size M đấy à? Màu đỏ cam size M, con này đẹp thế. Em này nhá, chị nào lấy em để 340.000. 340.000. Không phải kiểu khuy đấy, thôi để chị lên kiểu đấy. Em rút cái này ra dòng không để bán luôn. Kiểu khuy đấy cũng đẹp và nó cũng xem nhau. 340.000, ship tỉnh từ 30 đến 35.000 thôi ạ. Mua hai áo vẫn ship từng đấy tiền nhá. 30, cái áo này là 340. Size M nhá. Chiều lấy comment là 34 340. 340 kèm số điện thoại giùm em nhá. 340, cái này còn chưa đục túi này, về các chị tự đục nhá. Đây này, 57 cân vừa đấy. Em 57 cân đây chị ơi. Em là người đang 57 cân. Hai cái này giống nhau à? Ôi con dạ lông đẹp thế. Lông đỏ đẹp nhở. Có mỗi cái đẹp vai. 340.000 nhá. Ai cổ lông này cực kỳ đẹp luôn. Rẻ quá các chị ạ. Em chưa rồi em nghĩ em sẽ sale cái giá này luôn. Vì kho nhà em chặt quá rồi. Đây nhá, em lên một con dạ dáng dài size M cho các chị xem này. Con này cũng xem cái con vừa rồi nhá. Ờ size M à? À đây thế này. Có size M này nhưng mà có đúng một chứ có hai chị hỏi thôi. Dạ 395 đây, có một con size M đây. Dạ 395 có một con size M đây ạ. 395 có con size M đây, vừa đây chị nào hỏi có lấy không ạ? Đây à? Sẽ đó. Con dạ 395 có size SM, L luôn. Em này 395 nhìn có SM, SML cho em này. Hình như dáng có S đây chị ơi. S đây nhá, 395.000 có SML này. Có SML, còn một S, một M, một L luôn. Ai chốt nhanh thì được này. Có SML. Đây là form xuông ạ. SML, XL luôn. Ai lấy cái em mặc comment là 399. Đây con này size S đây. Đây size S đây. Size S đây. Ai lấy comment là 395 kèm size kèm số điện thoại. Đây chất đây nhá. Đây. Ôi đúng rồi. Sai gì đấy?
399 size S. Ai lấy comment là 399 kèm size kèm số điện thoại cho em nhanh đi ạ. Con này là em đang bán sale nhá, không có giá gì đâu. Chị Thanh Lam 57 cân vừa. Chị Thanh Lam lấy cái cổ lông 340 này em này. 340 chị Thanh Lam. Ngọc Jenny lấy size S gộp đơn này. Ngọc Jenny là 395 size S này. Ngọc Jenny là 395 size S gộp vào nhá. Cái này có S. Bây giờ chỉ còn M và L thôi. Con này chỉ còn size M. Như em là 1m60 61. Nặng khoảng 57 cân nhá. Nhưng mà thực ra con dạng này mặc suông đẹp mà. Mặc suông đẹp cực kỳ luôn. Các chị đừng mặc vừa người. Dạng này phải mặc suông form. Nó là form suông. Form suông này em sẽ giữ một con để mặc con này đẹp. Size em hết rồi. Dạ S chị ơi. Con dạ này là hàng Quảng Châu cao cấp nhá các chị nhá, đừng nghe cái giá đấy mà nghĩ là cái dạ này không đẹp, không phải đâu. Mà là hôm nay em bán sale thôi, bình thường không có giá này nhá. Chị Yến Lê, em hết size S rồi, chỉ còn size M thôi. Còn M và L. Ô, phong này size M đẹp mà. Đấy, lúc đấy, đấy. Hỏi M. Sau lúc có M thì không ai chốt. Tôi mệt các bà quá đi mất thôi. 1m 6 nặng 70 cân, mặc hẳn size L cho em đi cho thoải mái chị ơi. 1m6 nặng 70 cân, cái form em đang mặc hẳn size L, L hoặc XL. Mặc L thôi cũng được, 1m6 70 cân, L thôi cũng được. Cái form này mặc L cũng được ấy. Form này nó cũng rộng mà, có phải form vừa người đâu. Form này form suông mà. Em chỉ còn size M thôi nhá. Chị Lê Huyền lấy size L, ok chị ơi, bởi vì nó là form suông nên mình tư vấn cho chị là lấy size L. Không cần phải đến XL đâu, bởi vì XL cái này to lắm đây này. Con size L nó như này rồi. Đây nó là form suông như này nên là con size L ấy, chị mặc được ấy. Chị Lê Huyền lấy L nhá. Con này đẹp lắm luôn. 395 à? Dày dã man nặng. Con dạ phải hơn cân nhỉ? 2 cân ấy. Còn ai lấy con nên đang mặc size M không ạ? Cao 1m62 nặng 60 cân, mặc M đi chị ơi. 1m62 nặng 60 cân mặc M được vì cũng xem em. Em 57 cân mà em cao 1m61 thì nó cũng xem ấy. Đây này. Em mặc vẫn hơi rộng mà form dạ suông nên là chị mặc M là được. Chị Hô Hương 395 size M có một cái kia đúng không? Tâm Lan. Dạ. Size M rồi. Chị Hô Hương không giấu. Con này đẹp mà, đẹp dã man luôn. Em giữ một con mà. Còn đúng một cái size M nhá. Ai lấy đi comment. Con này giá tác là 2 triệu mỗi. Tầm 2 triệu hay là 1 triệu 9 bao nhiêu ấy. Đây. Đẹp mà, các chị cứ kiểm tra thoải mái cho em, dạ ép nhá. Size M mà 52 cân thì em sợ hơi rộng. Size M mà như các chị kia 57, 58, 60 cân là mặc đẹp luôn. 60, 62 cân cũng vừa. Nó là form suông. Size M em còn một cái 395.000, còn một cái size M. Ai lấy comment chị Yến Lê hơi rộng mà. Không chứ chị lấy cái này rồi đẹp lắm. Ok em cảm ơn chị Lương Thủy nhá. Thank you chị yêu. Chị Ha Chân mà lấy size M chắc chắn lấy thì để lại số điện thoại cho em nhá. Chắc chắn lấy thì dùm em. À thôi, à nhưng mà chị Hô Hương hủy đơn chuyển cho Linh Giao em ơi. Linh Giao M395. Còn con dạng ngắn nào size 65 cân không, chờ em một tí. Cho chị lên mấy con nâu ấy. Cho chị con nâu ấy, con nâu cho em ấy, có 2 con đúng không? Chị Linh Giao ok, chị Ha Chân mà lấy để số điện thoại cho em đi ạ. Chị Ha Chân này có lấy không? Hả? Cô có con dạng này đẹp dã man luôn này. Lên con nâu đó, size đó. Có con nâu size này, size gì nữa em? Con này con tay tang không, con này không có tang. Size S thì chị mặc chắc chắn chật luôn rồi, đấy biết ngay cả kích. Con này size S nhá, em mặc chật nâu, con nâu size S này. Con nâu này size S. Nâu này size S nhá. Ba em mặc chật á. Size S này. Nâu size S 300. Em này là 355.000 này. Ôi 306 đi đẹp dã man luôn. Đây, size S nha, 306. 306. Chị Trương Loan. Ok em lấy đi Trương Loan 355.000. 355.000 size S, bây giờ em lên tiếp một con siêu phẩm màu đỏ. Thôi
con lên màu khác đi, màu đỏ nhiều các chị sợ ấy. Em có một con màu lạ nhưng mà size to. Chị Trương Loan size S rồi. Ôi, chị nào hỏi em con này? Ai hỏi vậy? Rất nhiều người inbox về con áo này luôn, giống hệt con hôm đầu bán. Con này mắc size XL thì size L thôi. Em này khoảng đây là như em mặc có hơi hơi rộng một tí, mà kể cả bản thân em thì vẫn mặc cái kiểu này thoải mái. Form Hàn Quốc mà đây này. Con này khoảng 60 đến khoảng 70 cân, 62 đến 70 cân mặc đẹp. Em dạ này nhá, 380.000, màu cực kỳ đẹp luôn. 380, ai lấy comment là 380. Hôm trước không lên size S không ai đặt. 52 cân SM. Nâu size M còn không em? Màu nâu size M còn không? Cái đấy size gì? Lấy size S chị ạ. Lúc tìm S không ra lúc gì. Chị Trương Loan con này luôn, đẹp dã man này. Chị Trương Loan đây, 380 để cho túi cho chị cả. Thực ra là cái form rộng này size nào mặc được cho chị. Màu gì đây? Đây là màu xanh lạ lạ này. Size L11, chả hiểu L11 là size gì. Con này màu lạ nhá, nhưng mà form bé đấy, mình mặc hơi kích tay. Em mặc hơi kích cả ngực luôn này, chắc là size S đấy. Đây em mặc nó hơi hơi kích ngực một tí nhá. Con này màu lạ này, các chị này cổ đứng nhá. Đây cổ đứng như này hoặc các chị bẻ ra cũng được. Em này chị áo lấy em để 310.000. 300.000 luôn. Này, cổ nó như này nhá. Vai này 310.000 đi. 310.000. 310.000 nhá. 310.000, ai lấy comment 310 kèm số điện thoại. Phương ơi, Phương đừng lấy xem có cái màu gì trên kệ của em rút xuống đây. Màu đen à? Màu đen à? Đây đây. 310.000, đẹp lắm. Chị 62 cân, con mét 68. 62 cân, con mét 68, mặc L ấy chị ạ. Mặc L ấy cho thoải mái. Con màu con mãi đẹp mà. Đây. Chắc chỉ size SM thôi. Cho chị con màu ghi này gái. Màu nâu nâu ấy. À màu ghi ấy. Đây ghi cho mặt em này. Cái áo vừa nãy em mặc là 300.000 chị nhá. Con này size L. Size L nhưng mà form này đẹp lắm này. 350. Yêu hình như con này màu đen. Ờ màu đen đẹp hết dòng váy. Size gì đấy? Size hỏi chị Hạnh em chị có lấy không? L L à? Điện thoại chị đâu nhỉ? Dạ em mặc nhá. Ôi sao nhiều cuộc gọi nhớ ở máy chị. Thôi con màu đen này cũng đẹp. Con này nhá, chị nào lấy new chị ơi, new. Chị Nguyễn Thị Thùy Dương lấy áo 300.000 là cái áo này à chị ơi, là cái màu xanh này đúng không ạ? Chị Nguyễn Thị Thùy Dương ơi, chị lấy cái màu xanh này đúng không? 300. Chị Nguyễn Thùy Dương ơi, chị lấy cái màu xanh này à? Em lấy chị 290 thôi. Nếu mà chị lấy thì comment đúng giùm em nhá. Con này size L, hàng mới chị ơi. Hàng new, hàng Quảng Châu, em đang cáp rồi mà. Trời ơi, nguyên tăng mắc đủ size cho em nhá. Em này chị nào lấy em để 350.000, quá đẹp luôn. Nhưng mà chị nào phải cao như em nhá, cao từ 1m6 trở lên mới mặc được. Con này mặc lên form đẹp lắm này, nhưng mà nó chỉ có một khuy thôi. Ai lấy thì comment cho em. Có ai lấy con này không ạ? Con này là màu lông chuột nhá. Màu lông chuột cho em nhá. Dáng dài có màu là ok. Chị Nguyễn Thùy Dương lấy kìa. Đây này. Cho chị cái màu nâu xe hết. Ở đây. Màu nâu xe hết có tác này.
Màu nâu size S có tang nhá. Màu gì ấy? Tím ạ. Tím, tím chết. Màu nâu size S. Màu nâu size S có tag cho em nhá. Có tag ạ. 365.000. 365.000. 365.000, ai lấy comment là 365. Size S. Ok, Ngọc Jenny 365 của ui. Ngọc Jenny phải chia đơn nhá. Ba áo dạ không gửi cùng một đơn được đồ đâu em ơi. Đây là màu kiểu rượu rượu nhá, mận mận nhá. Màu này sang này. Size M, chị nào mà thích mặc kiểu sang sang thì lấy con này cho em nhá. Size M con này dáng vải này. Đây. Size còn ít. Con này đẹp lắm luôn này các chị này. Khuy này, hai bên nhá. Con này sang, nói chung là con này chị nào từ 1m6 trở lên mới mặc được. Em này ai lấy cho em thì comment giùm em là 390.000. Con này dáng váy nhá, cực kỳ sang luôn, size M. Size M. 365S, 365 làm gì có S đâu. À hết rồi, hết rồi. Cái này chỉ có size M thôi ạ, à. Đẹp lắm luôn các chị ơi. Em nói thật, form này hôm trước các chị chốt tranh nhau mà hôm trước bán hơn 400 đấy ạ. 380.000 thôi nhá. Chị áo lấy em để 380.000. 380.000. Em 57 cân em mặc vẫn hơi rộng, tức là 59 cân mặc ok nhá chị nhá. Em mặc vẫn hơi rộng mà bụng em đang bầu. 365 hết rồi ạ. Con màu này đẹp mà, màu này ở ngoài đẹp lắm luôn em nói thật với các chị. Màu nó kiểu như này, rượu rượu đẹp lắm. Nên chị có nhưng mà bây giờ vẫn chị chưa khui hàng nhá, có nhiều nhưng mà chưa khui. Hết à? 380 chị Minh Phạm. Ôi chị chốt con này đúng đắn luôn chị ơi, đẹp lắm không chứ. Xoay mờ nhá chị nhá, 60 cân đổ về vẫn vừa luôn này. Form váy đẹp không chị, form váy đẹp dã man luôn. Chất dạ chị. Chất ra mù rêu à? Mù rêu size L. Ơ cái lá này có size gì bán trước đi này. Giống nhau à? Cái lá này có size gì? Size gì? Đưa chị cái lá trước đi, cái lá có size gì? Size L. L đây à? Con này cũng đẹp luôn này, con rêu này đẹp này. Con rêu này size L mà chỉ bằng form M thôi. Không biết chị mặc con này rồi. Có size gì nữa? Cái lá lá ấy. XL á? Cái lá này size gì đã? Cái lá này size gì? Đang hỏi cái lá dưới chân em ấy kìa. Ơ có một cái. Con này có L và XL nhá. Em đang mặc size L mà người em mặc size M chuẩn nhá. Thực ra là nó đánh size, em cảm giác nó bị nhầm ấy. Nên là nó mới sale cái giá này, rẻ quá. Giá tác toàn tiền triệu mà bây giờ nó bán sale cho mình rẻ dã man luôn. Chất đẹp lắm các chị nhá, chất đẹp lắm nhá. Cái này có lá này. Người em 57 cân, 1m6. Em mặc vừa. Em mặc vừa size L nhá. Đằng sau nó có một cái đai nhá, được chưa? Ok. Em lá này giá là 369.000. Bao nhiêu? 365 đi. Ok chưa ạ? 365k. Dạ mới nhá. 365k. Màu tím hết rồi ạ. 365k nhá. Con này có cái lá ở đây các chị có thể tháo ra nhá. Cái này tháo được. 365k bây giờ em đang mặc là size. Mà thôi chị lấy em để 360 luôn cho nhanh. Em đang mặc là size L. Size L em mặc bình thường, em mặc M, em mặc L vừa nhá. Màu đỏ hết rồi chị Hiếu ơi. Con này em đang có L và XL. Form XL nó cũng không to mấy đâu, cho chị mượn thử cái XL nào. Em này là màu rêu nhá các chị. Màu rêu. Màu rêu nhá. Màu rêu. Em ông lại mang nỉ miếc không ra ông xả. Đây là em mặc thử XL và xem nó không chênh mấy đâu. Các chị đừng thấy L XL mà nghĩ là nó to, không phải thế đâu. Nhưng cái form dạ vừa người này không sợ to nhá. Đây. Như nếu em mua thế em mua XL vì em đang bầu ấy, thích mặc rộng một tí. Mới chị ơi. Rồi ôi. Đã bảo là hàng new, hàng Quảng Châu rồi mà cứ hỏi mới hay cũ mệt thế nhỉ. Em bảo là hàng Quảng Châu nhá mọi người nhá.
Mọi người hiểu giùm em đi ạ, hàng Quảng Châu là hàng new nhá. Sao các chị thấy rẻ quá. Size XL đây nhá. Em đang mặc XL, không có M đâu tình yêu ơi. Nhưng mà như người chị mặc M chuẩn mà chị mặc size L vừa đấy. Có M không? Có M không láo. Có M không láo. Cho chị con này. Tháo quy đi. Tháo quy con này đi. Sai gì đây? Không phải đâu, các chị cứ nhìn sai thì các chị tưởng thế thôi nhá. Đến lúc lấy về lại mặc vừa mà. Tức là lấy thấy sai ghi trên áo ấy. Con này size L nhá, nhưng mà đẹp lắm. Size L nhưng mà người size M mặc vừa in luôn. Còn cái dạng nâu 365 nghìn nào không? Hình như trên kia còn một cái. Trên kia. Con dạng nâu này đẹp lắm luôn này. Em không cài hết khuy nhá đây. Nó là dạng kiểu buộc như này. Nhưng mà cái này cũng chỉ là từ 1m6 cho lên mới mặc được nhá. Dưới 1m6 không mặc đâu ạ. Các chị nhìn cái cổ của nó đi, riêng cái cổ của nó đã quá đủ độc đẹp rồi. Quá đủ độc và đẹp rồi, 395.000. Ai lấy áo này comment là 395 dùm em. Chị nào mà không bị chửa như em ấy thì thắt eo vào rất là đẹp. 395.000 nhá. 395.000 này. Con này các chị mặc suông ra cũng đẹp, buộc hai cái dây vào đây cũng được. 395.000 nhá. Ừ. 395k. Cái này em mà mặc hơi rộng. Nhưng mà thực ra là nó là form dáng váy ấy. Nhưng mà nó là form dáng váy, thế nên là chị nghĩ là em mặc cũng ok, nó là form dáng váy. Cái váy của chị mặc cũng hơi, nó hơi vào trong một tí. Thực ra cái áo này nó ghi là size L, nhưng mà người mình size M mình mặc rất ok luôn nhá. Mình là 1m6, 57 cân. Có ai lấy áo này không? Ô cái này đẹp này mà không ai chốt thề luôn. Nó đẹp, nó còn đập nữa ấy. Có đúng một cái duy nhất cả lô. Đúng một cái duy nhất luôn, không có cái thứ hai. Gì ấy? Sai gì ấy? L á? Hả? Đó. Cổ giống á? Cái gì giống đấy, bộc vào đi này. Bộc vào đi, mà cái này nó bị ấy, nó ấy hết. Dạ đen à? Con không biết chị ấy có lấy không? Không có trả lời. Xem form của nhau. Cho chị con đấy. Dạ đen dáng váy đấy. Ủa XL to quá. Alo chị Hành à? Em bảo cái áo dạ dáng váy hôm trước chị hỏi em ấy, là chị hỏi em size gì nhỉ? Màu đen ấy. Size M ơi, hôm nay mình tìm đến một con size L. Đúng một cái luôn. À thế thì nếu mà có size M thì em bảo chị sao? Con này lại có một đúng một con size L em vừa tìm thấy sao? Vâng ạ. Tím còn không, tím hết rồi, chị gấu con ơi. Các chị thích mấy cái màu đấy hả? Đây nha, tiếp một con dáng váy vừa đây là 308 à em. Giống con màu tím, 308 đúng không? Giống con màu tím vừa đấy nhưng mà lại là màu đen nhá, size L. Nhưng mà người em size M em mặc chuẩn luôn này. 380.000. 380.000, ai lấy con này comment là 380 giùm em nhá. Cái gì đấy, cái cài đẹp đấy. Cái trước mặt đấy size gì? Tôi mệt vãi. 380.000, như người chị thì kể cả L ấy chị vẫn mặc được. Bởi vì là chị thích mặc form suông ấy, chứ không mặc vừa người. 380 giống hệt con tím vừa nãy nhưng mà màu đen nữa các chị nhá, form váy này. Hôm trước tranh nhau bao nhiêu người hỏi em bảo hết đấy. Hôm nay tìm thấy đúng một cái luôn, size L. Em đây.
Em không biết, nhưng mà những người em mặc size M em mặc vừa đấy. Em là 57 cân, 1m6. Thế thì em sợ chị mặc có khi thấy thì hơi rộng eo như của em. Eo em đang là vừa, mà em đang bầu. Thế thì chị mặc cái eo này rộng. Eo này chị về phải vào eo thôi, để em tìm size bé nữa. Chắc còn đấy, nhiều lắm. Vâng ạ. 380 chị Lan Nguyên nhá. Chị Lan Nguyên, cảm ơn chị Lan Nguyên, con này đẹp lắm chị Lan ơi. Thật sự quá nhiều người hỏi em. Một con màu xanh này cũng đẹp. Size S à? Một con màu xanh size S này. Các chị ơi, size S mà nó lại có cái này nhá. Chị nào thích cài thì cài nhá. Đây nhá, cái này em không bắt phải để cài. Cái này cài vào áo. 1m58, 62 cân thì chị mặc dạng ngắn đi chị ơi. Dạ dài nó hơi dài. Mấy cái dạng này em cao 1m6 em đang mặc thử đấy. Chị mặc dạng, chị mặc cái form mà em mặc cái tầm đùi ấy, thì chị mặc sẽ đẹp. Đừng mặc dài quá sẽ bị lùn. Trừ khi các chị đi bốt nhá. Các chị mà thích đi bốt cao đến mắc cả chỗ xe em mặc chật luôn. Xe này, con này cũng đẹp. Con này đẹp này. Chị Hạnh ơi, mà đang xem mình chốt con này nhá. Con này đẹp đấy. Nhưng mà form, nhưng mà dáng dài. Con này đẹp nhá. Chị nào lấy em để với giá là 380.000. Cũng 380. Ai lấy comment là 380S. Con này từ 1m6 đây nhá. Nó xẻ này. Xẻ đẹp lắm. 380 xe S. Ok chị Yến Lê, chị có thể lấy con này size S, chị cũng mặc vừa nhá. Vừa đấy ạ, bởi vì em mặc nó hơi kích bụng mà. 380 size S nhá, chị nào lấy em mặc ở hơi kích vai. 380 size S nó có cái cài ở đây nhá. 380S để số điện thoại cho em nào chị ơi. Để số cho em nhá, chị nào đang comment 380S để số cho em nào. 380K size S. Bà Hạnh gọi điện rồi. Em đây. À rồi, ok, vâng ạ. Chị Hồng Nhung ơi, chị không để số em điều lại cho chị khác nhá. Em ghi chị Hạnh Vũ chị cả. Đây. Không lấy chị Nhung comment số. Hai lần rồi không comment số đây. 0909 này. 338 nhá. 0909. Ôi con đỏ này size L nhưng mà đẹp lắm. Em ơi, còn con rêu nào không? Màu nâu nữa. Rêu còn ít L thế á? Sai gì đấy? Lên dạng ngắn nhưng mà dạng ngắn toàn kiểu cổ lông ấy. Con này size L này các chị ơi, con này đẹp quá. 360 size L. 360.000 size L nhá. Size L người em size M mặc cũng xem à. Con này khoảng 57 cân, 57 cân thì 65 cân nhá. 57 cân thì khoảng 65 cân vừa. Chị đập vào đấy. 57 cân đến 65 cân vừa nhá. Con này màu đỏ. Con này đẹp này. Nó có tag luôn nhá. Chị nào lấy comment cho em nhá. Có một con dạ đen dạng váy đâu rồi? Mà vừa đấy chị bảo đẹp đâu? Mà chị bảo chị để lại mặc ấy. Một con màu đen trắng này nhá. Con này cũng đẹp nhưng mà size to quá. Con này chị nào mà to lấy mặc đẹp này. Chưa. Con này đẹp mà size to quá, size XL cơ. Con này phải tầm 65 đến 72 cân. Vẫn vừa. Đây nhá, con này đẹp lắm luôn này. Chị nào lấy em để 380 thôi nhá, bà lỗ nhá. 380. Ôi con màu xanh cũng đẹp đấy, da này size gì đấy. Con màu xanh đẹp đấy, đây đấy, con lô xanh này đẹp đấy. 380 nhưng con này đẹp lắm. Chị nào to người chốt con này về mặc đẹp dã man luôn. Form rộng như này nhá. Đẹp lắm, có hai hàng khuy. Size gì? Mờ. Cờ khuy, con này chắc chắn bán luôn, đẹp đấy. Chị Hạnh ơi đâu rồi, còn chị còn lấy thích màu đen nữa không? Có một con màu đen buộc eo xinh dã man luôn. Con này thì eo nào cũng vừa luôn. 380 chị Đoàn Thanh Hà lấy con màu đen đẹp lắm này chị Đoàn Thanh Hà ơi. Em bán lỗ đấy nhá. Đây này, tiếp một con màu đen. Em này cũng buộc eo 380. Đây này. Em này thì buộc eo nhá. Trời ơi, bà chị Huyền tép sao mất rồi, để em tìm cho. Con nào đen em mặc buộc eo này.
áo đen dáng váy em mặc buộc eo cổ V nhá các chị nhá. Đây buộc eo này. Buộc eo, ôi sao đang bầu mà mặc cũng thấy eo này gì nhá. Mặc eo này. Con này nhá cũng 380.000. Mặc dù là chất thì nó không bằng cái màu đen vừa nãy đâu. Chất nó, em thấy nó ngắn với cả nó chất nó hơi mỏng hơn một tí. Nhưng mà vì kiểu dáng nó quá đẹp luôn. 380, ok chị Hạnh Vũ. Đẹp lắm chị ơi. Con này mặc gọn người cực kỳ luôn. Chả quan tâm size gì đâu, chỉ cần là chị vừa vai thôi. Con này nó buộc eo ấy. Lấy chạy con này 370 thôi. Lấy chạy 370 thôi. Con này size M và size gì? Đọc của chị ạ. Có M và L nhá, con xanh này cũng đẹp. XL nữa. M, L, XL. M còn một cái, L còn một cái, XL còn một cái á. Còn M, L và XL nhá các chị nhá. Con này đẹp ấy. M, L và XL, màu này cực kỳ tây luôn. 390. Có M, L và XL 390.000. M, L và XL, M chị mặc hơi chật bởi vì bụng. Chưa. M, L và XL nhá. Đây con này em mặc size M và bao bị chật bụng này. Bởi vì bụng bầu. M, L, XL nhá các chị nhá. M, L và XL. Vừa đọc giá 39 à? 390 kèm size. Con này chị nắng từ 1m6 trở lên mặc đẹp này. Thấp hơn thì mặc hơi dài. Màu này lạ nhá. Nó là màu ở ngoài là màu xanh min sẫm ấy. Chứ không phải màu xỉn xỉn như trong cam đâu. Trong cam bị xỉn đúng không? Trong cam màu nó bị khác ấy. Tí live stream lên không? Để suy nghĩ nhá Ngọc ơi. Đây chị Yến Lê lấy size M này. Là cái em đang mặc M, L và XL nhá. Chị Yến Lê lấy size M. Có túi mà chị đi đây. Có túi mà, đây này. 359 đúng không? Có M, L và XL nhá. Chỉ còn L và XL thôi. Đây là chỉ còn L và XL thôi ạ. Lấy các chị 385 được. 385 nhá, chị Đoàn Thanh Hà một cái size L. Đây size L đây. Chị Đoàn Thanh Hà size L này, còn một cái XL thôi. Đoàn Thanh Hà size L nhá, 385.000. Ơ con đỏ này cũng đẹp chị. Đỏ lên một con đỏ mận nhá, vừa đấy chị nào hỏi đỏ mận nhá. Con này buộc eo này. Size 13 tức là size L. Con này về khoảng vai khá là rộng. Con này trên 60 cân này. Em này về khoảng 62 cân đến khoảng 70 cân vừa. Con này phong to nhá. Chị nào lấy em bán sale luôn 360 này. À 350 chứ quên. Con này phong to ấy, chị nào vai to mặc được nhá. Đây các chị ơi. Nó là như này nhá, nó có cái eo đây là các chị buộc eo này. Cái này là kiểu buộc eo như này nhá. Đây. Kiểu thắt eo như này cho em này, được chưa? Chị nào lấy em để 360.000 nhá, form khá là to đấy ạ. Chị nào vai to mới mặc được nhá. 360. Ừ con này cũng đẹp. Chút trước bán rồi. Cả màu nâu luôn. Đây ạ. Con này thắt eo này, bụng em đang chửa mặc nhìn con eo này nhá. Con này tôn dáng cực kỳ luôn. Chị nào to người vai to chút con này. 360. Nhớ là con tím 395, con tim 395 á. Rêu. À cái con trái tim 395.000. Vâng, ok chị. Em lên một con size M nhá. Màu ghi có mũ này. Con này dạ cực kỳ mịn luôn nhá. Size M. Em này bán 360. 360.000 nhá. Ba trăm sáu mươi nghìn. Em tin đó. Không còn cái nào tôi. Đây nha. Là phải cách vài hôm. Đó, cắt màu đi.
chỉ còn size M thôi ạ. Size M này như 60 cân vẫn vừa nhá, 60 cân đổ về vẫn vừa. Cái này có mũ nhá, 360 chất dạ cực kỳ đẹp luôn các chị nhá. Cái này có mũ nhá. Chất dạ đẹp lắm mịn. Mà thôi ai lấy em để 350.000 luôn cho nhanh này. Ai lấy đi ạ, 350.000 thôi cho nhanh nhá. 350k. Kèm số điện thoại giùm em. 350.000. Ai lấy đi comment nhá. Phao chắc là khoảng chờ đỡ nóng nhá. Ở Hà Nội đang nóng lắm luôn. Người này bảo chị mặc phao chết. 350.000 chị Trần Hạnh này. À, giờ này mà mặc phao thì nóng lắm. Con len dáng khoác, à con này dáng khoác nhá, mà size gì đấy? S này. Con dáng khoác màu xanh này nhá, 270.000 một cái. Mà thôi sale lỗ em này đi. 250.000 một cái nhá, sale lỗ nhá, có S và M. Con này chất nó hơi dạ nhưng mà dạ mỏng, dạng như là để dáng khoác các chị mặc mùa thu ấy. Này, kiểu như này là SM nhá, như em đang mặc size M. Màu xanh than. 200 mấy nhỉ? 260. 200 gì chị vào 200 mấy? Chắc không? 260.000 có còn S và M nhá. Đây là màu xanh than. 260.000 đây là màu xanh than. 260.000 con này mặc mùa thu thu đẹp. Tức là trời nó chưa lạnh quá mọi người mặc rất là ok nhá. Em mặc kiểu như này, kiểu ví dụ mọi người mà mặc váy vóc đi tiệc thì cần những cái này. Bởi mặc váy vóc thì không thể mặc dạ dày được, chỉ có mặc kiểu mỏng mỏng. Tu rua thôi. Còn có gì không? Con rêu cái size gì đấy? Con đấy ở ngoài có. Em lên một con dạ đỏ nhá, con này với em là... Ơ không phải con này. Con dạ đỏ quả bông đâu nhở? Dạ đỏ đẹp đẹp mà quả bông ấy, chị đỏ đẹp đẹp ấy, đâu nhở? Màu gì đấy? Size M à? Em lên con dạ màu ghi này, size M này. Có size gì đấy chị biết cho em. ML. Em dạ màu ghi này nhá, có M và L, 380. Có M và L, 380 nhá. Ơ chị Trần Hạnh à, chị lấy size L mà. Đúng không? Nhưng con đấy chỉ size M thôi. Ơ thế thì hủy đơn đi. Chị Trần Hạnh ơi, con đấy hoặc là tí gọi điện cho chị. Nhưng mà cân nặng cái đấy rộng mà. Em này có M và L. Có M và L 380. Con này màu ấy cũng đẹp nhá. Màu này mặc cũng tây này. M và L 380.000. Bình thường là 480 rồi 380 đâu. Đây này, cái này cũng có lông lông bay mắt chịu khó chịu quá. Đây nhá, chất dạ cực kỳ đẹp luôn. Em đang mặc size M nhá. Đã định số này mới bán dạ ở thế nào chưa đây hứng lên. 380 size M và L. Em này còn size M và L, chẳng hay chị ở chụp bạch. Trần Hạnh hủy đơn đi em ơi. Chị Trần Hạnh hủy đơn. Cái này giống này à? Thì tí buộc buộc hết vào một tập nhá, đến lúc bán cho nhanh. Lông nhí. Em lên mấy con dạ lông lông rồi. Con dạ xanh lông kia xem chị nào có lấy không? Cái dạ xanh thì vẫn em check inbox của bạn nào hỏi xem bạn này có lấy không? Có ạ. Đó, thì em không rút ra đây. Để riêng luôn. Không, còn đây ấy. Em này mác ghi tận XL nhưng mà không lấy XL đâu, L thôi. Em này nhá, chị nào lấy em để với giá là 330.000. À, xem có lông thật không? 330.000 nhá, có lân cả lông thật luôn nhá. Em này là 330.000, form này khoảng 60 đến 70 cân nhá. Như em là 57 cân nhưng mà nếu mà các chị mà thích mặc dáng váy thì 57 cân mặc ok rồi này. Bởi vì bản thân em mặc cái vai rất là vừa.
Mà cái form này là form ràng váy, chị nào bầu bí cũng mặc rồi nhá. Tức là nó là form ràng ràng váy kiểu chảnh chảnh nhá. 300 mấy nhỉ? Hả? Chị vừa đọc cơ mà. 320, 130 gì thôi. Ừ, bán sale lỗ luôn. Chưa chốt được con nào CS, thế vừa nãy có mấy con CS và không chốt đi à bà Hạnh ơi. Con này đẹp à? Tận 7 giờ mới quay lại á? Không, 6 giờ vừa. Bây giờ phát lại livestream mới, các chị vào xem lại nhá.